Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mắt Hôn. Và ngày hôm nay thì Nhật An tiếp tục chuyến hành trình của mình, dẫn quý vị chúng ta sẽ đến thăm những công trình do Mắt Hôn trực tiếp thiết kế và thi công xây dựng. Và sau gần 5 tiếng di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại Nhật An đã có mặt tại thành phố Sóc Trăng và sẽ giới thiệu quý vị công trình của nhà anh Trần Kim Toàn, là một khách hàng của Mắt Hôn. Đây chính là viễn bạc công trình ha quý vị, có thể thấy đây là công trình nhà 2 tầng mái Nhật với thiết kế hiện đại. Và đây là một công trình anh nghĩ là nhiều quý vị cũng đã rất là quen thuộc đúng không nào? Đây mẫu nhà quốc dân của Mắt Hôn mà đúng không nào? Cả ba miền Bắc, Trung, Nam đều xuất hiện công trình này rất là nhiều. Vậy thì hiện tại công trình của nhà anh Toàn đã thi công đến giai đoạn nào rồi? Bây giờ chúng ta hãy tiến ngay vào bên trong và quan sát nhé. Tiến vào bên trong công trình của nhà anh Toàn thì quý vị có thể thấy là hiện tại đã thi công tầm khoảng 95% rồi nha quý vị. Nhìn từ bên ngoài thôi là quý vị thấy là một cảm giác rất là đẹp đúng không nào. Màu sắc thì sẽ phối cho hai tông chính là tông trắng và tông màu ghi, đang là hai tông màu rất là thịnh hành. Rồi từ những cái lối cửa này quý vị thấy là cửa mặt tiền mặt bên đều là cửa nhôm hệ kính luôn nhé. Phần mái Nhật ở bên trên thì vẫn mang đến cái cảm giác tinh tế kết hợp giữa vẻ đẹp của phương Đông và cả phương Tây. Và công trình nhà anh Toàn này có một ưu điểm, đó chính là có một khoảng sân rất là rộng ở phía trước ha, rồi phần cổng rào tường bao cũng rất là chỉnh chu. Sau này khi mà công trình chính chúng ta hoàn thiện xong thì chắc chắn là gia chủ cũng sẽ thi công cái phần sân này, thì cũng sẽ mang đến một cái vẻ đẹp toàn diện hơn cho công trình của chúng ta. Còn công trình của nhà anh Toàn ở đây thì những cái điểm anh thích nữa đó chính là cái việc ốp lát vật liệu nè. Quý vị có thể thấy là ở đây ngay khu vực sảnh chính ha, thì chúng tôi sẽ ốp ở đây đó chính là granite hay còn gọi là kim sa, có tông màu trắng và đen. Đây là hai cái tông màu rất là cơ bản nhưng mà nó chưa bao giờ lỗi thời. Hai tông màu tuy là nó có nét tương phản với nhau nhưng đặt chung vào thì nó lại mang đến một cái vẻ đẹp là nó ấn tượng hơn. Và chúng tôi sẽ ốp kim sa cho ngay ở bên dưới của những chiếc cột này quý vị, ở trụ cột luôn nhé. Ở phía bên trên thì những cái rãnh này chúng tôi sẽ sơn màu ghi nè. Nói chung là nhìn từ bên ngoài thì đã thấy vẻ đẹp rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta tiến bên trong để xem các phần chia không gian nhé. Và tiến vào bên trong công trình của nhà anh Toàn thì khu vực đầu tiên An đang có mặt đó chính là không gian phòng khách nha quý vị, với diện tích là 25m². Đây cũng là cái diện tích khá là rộng rãi để chúng tôi bố trí về công năng. Và ngôi nhà của anh Toàn thì quý vị thấy là hiện tại thì chúng tôi đang lắp ráp về mặt nội thất ha. Quý vị thấy ở đây thì chúng tôi đang lắp ráp một cái kệ tủ nè, cao kịch tròn ha. Ở bên này sẽ có những cái hộc để mà chúng ta có thể đựng những cái món đồ trang trí, ví dụ là những cái chậu hoa, hoặc là thậm chí là chúng ta có thể đặt những cái chai rượu đúng không nè, hoặc là chúng ta đặt những cái bằng khen hoặc là cúp lưu niệm hoặc những món đồ lưu niệm. Nói chung là ở vị trí này cũng rất là đẹp luôn nhé. Ở đây sẽ là nhựa PVC giả làm gỗ nè quý vị, được sơn màu trắng. Và phòng khách thì chúng tôi sẽ lấy sáng là nhờ vào cái ốp cửa sổ 4 cánh ở khu vực này ha. Ở phía trên trần thì chúng tôi sẽ thiết kế là trần giật cốc nha quý vị. Nó sẽ lõm vào ngay vị trí trung tâm. Còn xung quanh chúng tôi sẽ chạy những dải đèn downlight tiết kiệm điện rất là đẹp. Và cái phần trần ở nền ở bên trên tôi sẽ sơn màu ghi. Thì đây hình như đúng là một cái tông màu gọi là chủ đạo của căn nhà đó quý vị. Khắp mọi không gian ha đều là màu trắng và màu ghi hết. Cho nên quý vị thấy là nhìn cũng rất là bắt mắt. Và với hệ thống đèn ở đây sẽ là những cái dải đèn downlight tiết kiệm điện nè quý vị. Sẽ chạy dọc khắp công trình ha. Ngay trung tâm sẽ có một cái đèn trang trí cũng rất là đẹp. Phía bên này thì em để ý là chúng tôi cũng đã lắp đặt là một cái khu vực kệ tivi. Quý vị thấy rất là hoành tráng luôn, với chất liệu là gỗ MDF phủ melamin, sẽ sơn màu ghi và màu trắng. Quý vị thấy là đây, nếu sau này chúng ta đặt cái tivi rất là to ở đây ha, thì nó sẽ mang đến cái cảm giác của nó là khá là sang trọng cho khu vực này. Và từ đến giờ hình như là em vẫn chưa chia sẻ quý vị, đó chính là về kích thước tổng của công trình đúng không nào. Thì nhưng em cũng xin chia sẻ lại ha. Công trình của nhà anh Toàn sẽ có chiều dài là 21,9m, chiều rộng là 11,9m, tổng tích sử dụng cả hai tầng lên đến là 370m², một diện tích rất là ấn tượng đó quý vị, bởi vì một công trình 2 tầng mà hơn 300m² là rất là rộng luôn đúng không nào. Còn về chiều cao thì sao? Chiều cao có không định của mái sẽ là 10,2m, sàn tầng 1 đến sàn tầng 2 là 3,9m, sàn tầng 2 lên đến sàn mái sẽ là 3,6m nhé. Đây sẽ là những cái chiều cao cũng khá là lý tưởng. Bây giờ chúng ta di chuyển qua đây đi, thì đây sẽ là không gian phòng bếp ăn của công trình với diện tích là 30m², phải nói là diện tích rất là rộng luôn quý vị. Và hiện tại thì chúng ta cũng đã đặt ở đây là quý vị thấy là một cái kệ tủ bếp rồi nè. Và quý vị có nhận ra là cái kệ tủ bếp này nó có hình chữ gì không ạ? Đây là một cái dạng kệ tủ bếp rất là lạ, và đó giờ có lẽ là em chưa giới thiệu quý vị lần nào, đó là hình chữ G đúng không nè.
nó sẽ được thiết kế ở đây, nó bọc lại và có một cái đường ra đây nữa, nó thành hình chữ G ha. Với những căn bếp mà rộng như là công trình nhà của anh Toàn thì hoàn toàn có thể đặt những kệ tủ bếp hình chữ G như thế này. Quý vị thấy là hiện tại thì cái khung là đặt vào rồi, sau này chúng ta chỉ đặt thêm những cái dụng cụ thiết bị bếp, cũng như là ở bên trên sẽ đặt thêm là một cái lớp mặt bếp, có thể là mặt bếp làm từ marble hoặc là granite ha, đặt ở đây cũng rất là đẹp luôn. Vị trí này thì em nghĩ là cái khu vực tủ lạnh nè quý vị. Ở bên trên chúng tôi sẽ có thể đặt những cái chai rượu để mà trang trí ha. Và bàn ăn thì em nghĩ là sau này hoàn toàn hợp lý nếu mà chúng ta đặt bàn ăn ở vị trí này. Đặt bàn ăn vị trí này là thoải mái luôn, bởi vì bên kia sẽ có là khu vực cửa sổ cũng như là một cái cửa mặt bên nữa, cho nên là ngồi ăn ở đây là hợp lý. Nói chung là không gian bếp của nhà anh Toàn là quá là rộng rãi và thoáng mát. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến những không gian cá nhân ha. Thì tiến qua đây đi, thì đây sẽ là khu vực phòng ngủ đầu tiên, có diện tích là 13.8 m². Với không gian phòng ngủ này thì một lần nữa lại có một cái điểm thú vị là quý vị thấy là phòng ngủ này chúng tôi cũng đã đặt cái khung giường rồi nè, và như quý vị thấy là sẽ đến hai chiếc giường hai bên đúng không nè, có thể gọi là phòng ngủ đôi. Thì đặt vị trí giường ở đây thì em thấy cũng hợp lý rồi nhé, và chúng ta sẽ lấy sáng là nhờ vào ô cửa sổ bốn cánh ở vị trí này. Phía bên này thì cũng có một cái tủ quần áo được thiết kế cao kịch trần với chất liệu của MDF của melamine, và cái tông màu của cái tủ này thì em thấy cũng là tông màu trắng nè quý vị, rất là hợp với cái màu chủ đạo của công trình từ ngoại thất vào bên trong đúng không nè. Ở đây thì chúng tôi sẽ có một vị trí nhà vệ sinh sẽ được đặt ở đây. Tuy là cái nhà vệ sinh này là cái nhà vệ sinh chung đặt ở bên ngoài, nhưng mà em nghĩ là những người mà sinh hoạt ở trong phòng ngủ này rất là tiện quý vị, tại rất gần luôn đúng không nè. Cho nên là ở đây thì em thấy là cũng khá là thoải mái. Đây thì sẽ là khu vực bên dưới chân cầu thang, và hiện tại chúng tôi cũng đã lắp đặt, quý vị thấy là có một cái khu vực kệ tủ được thiết kế ngay bên dưới chân cầu thang luôn, để sau này chúng ta có thể đặt những món đồ trang trí nè, cũng như là nó sẽ tận dụng cái không gian thường gọi là không gian chết ha. Và tầng 1 sẽ còn có một số phòng ngủ nữa. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển qua đây. Thì đây sẽ là phòng ngủ tiếp theo. Phòng ngủ này sẽ có diện tích là 15.8 m². Với căn phòng ngủ này thì hiện tại thì chưa có, em chưa thấy cái vị trí giường, nhưng mà em nghĩ là đây, em nghĩ là đây sẽ là cái chỗ mà chúng tôi chừa ra để có thể làm là chiếc giường ha. Và cạnh bên là một khu vực bàn học, bàn làm việc nè, đã được đóng rồi. Ở bên đây sẽ là tủ quần áo sẽ kế âm vào bên trong. Và phòng ngủ này thì có một cái ưu điểm luôn là cũng có một cái nhà vệ sinh khép kín được thiết kế đặt riêng ở trong này luôn, cho nên là rất là tiện nghi cho chủ nhân của nó. Bây giờ ta đến phòng ngủ cuối của tầng 1. Thì đó sẽ là phòng ngủ này. Phòng ngủ có diện tích là 16.5 m² quý vị. Với căn phòng này thì chiếc giường vẫn chưa thấy, nhưng mà em vào một lần nữa dự đoán là chiếc giường sẽ nằm ở vị trí đâu đó khu vực này ha. Bởi vì cái vách này là cái vách đầu giường này nè quý vị. Cái vách gỗ này sẽ là đầu giường này ha. Tủ quần áo sẽ được thiết kế ở đây. Và phía bên này một lần nữa lại phát hiện một cái tủ nữa. Vậy là phòng ngủ riêng, cái phòng ngủ này là đến hai vị trí tủ luôn, quá là tiện. Rồi có một khu vực nhà vệ sinh khép kín, chúng tôi sẽ bố trí ở đây. Gạch thì cũng đã ốp lát bên dưới đây ha, là gạch chống trơn. Và còn một khu vực nữa cũng khá đặc biệt của ngôi nhà, đó chính là khu vực garage. Chúng ta sẽ di chuyển qua đây ha. Thì đây sẽ là không gian garage của ngôi nhà này quý vị. Và ở đây là quý vị thấy có một cái lớp cửa là cái cửa cuốn đúng không nè, bởi vì garage thì em nghĩ là hoàn toàn là hợp lý nếu chúng ta đặt cửa cuốn, nó sẽ đảm bảo cái sự an toàn nhất. Và cửa cuốn thì nó sẽ được làm tự động mà đúng không, nó đóng rất là khít, cho nên là nó đảm bảo chống trộm cực kỳ tốt luôn quý vị. Sau này em nghĩ vị trí này tôi có thể đặt những chiếc xe gắn máy hoặc là xe của gia đình của mình ở vị trí này, rất là thoải mái ha. Và cuối cùng đó chính là ở đây chúng tôi sẽ có một cái lối cửa mở ra, đây chính là cửa hậu ở phía sau của công trình, một cái khoảng không gian cũng rất là rộng ở phía sau luôn. Và đó là tổng quan tầng 1, bây giờ hãy cùng An tiến lên tầng 2 nhé. Và tiến lên tầng 2 của công trình nhà anh Toàn thì chúng ta sẽ tiến ra phía trước ha. Thì đây sẽ là không gian cung kính nhất của ngôi nhà, đó chính là không gian phòng thờ với diện tích là 14 m². Chúng tôi sẽ bố trí ở đây. Và không gian thờ thì để tránh cảm giác ngột ngạt, chúng tôi sẽ có một cái ô cửa sổ ở đây nè quý vị, để chúng ta mở ra một cái khoảng không ở phía trước ha. Đây lẽ là cái khu vực ban công ở phía trước rất là rộng luôn. Đây là cái ban công lớn nhất của công trình luôn nha quý vị. Còn bây giờ ta tiến qua đây đi, thì đây sẽ là một phòng ngủ nữa. Phòng ngủ này thì sẽ có diện tích là 18 m² nha quý vị.
Phải nói là nhà của anh Toàn là rất là nhiều phòng ngủ luôn ha. Và với căn phòng ngủ này thì hiện tại nè, đây chúng ta đã bố trí, vì thế là có vị trí chiếc giường này ha. Chiếc giường sẽ được đặt ở đây và hai bên sẽ có những vị trí ủ cắm. Chúng ta có thể đặt thêm cái tác đồ giường ở vị trí này ha. Phía bên kia sẽ là khu vực tủ quần áo. Và nhiều quý vị sẽ thấy là ủa sao tủ quần áo đặt gần với chiếc giường quá vậy thì sao mà mở đúng không nè. Thì chúng tôi đã giải quyết cái bài toán đó bằng cách là chúng tôi sẽ lắp là cánh kéo chứ không phải là cánh mở, cho nên chúng ta kéo qua kéo lại nó không ảnh hưởng đến cái vị trí giường của chúng ta. Phòng ngủ này có một ưu điểm đó chính là có cái lối cửa mở ra cái ban công mini ở phía này, cho nên cũng sẽ là có lối để chúng ta lấy thoáng. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến ra ngoài đây đi. Ở đây thì chúng tôi sẽ có bố trí trên bản vẽ đó quý vị, cái vị trí bé bé xinh xinh ở đây. Chúng tôi sẽ bố trí bản vẽ là phòng sinh hoạt chung với diện tích là 8m2, bé bé chỗ này thôi. Thì sau này là tùy gia chủ có thể bố trí ha, nhưng mà anh nghĩ là cái chỗ quan trọng là ở khu vực này nè. Đây sẽ là khu vực trên bản vẽ gọi là phòng giải trí với diện tích là 22m2, diện tích rất là rộng luôn. Ở đây em thấy có một cái kệ rồi nè, sau này chúng ta có thể đặt thêm một cái tivi ở vị trí này, hoàn toàn ta có thể đặt thêm một cái bộ ghế sofa cực kỳ là hoành tráng ở ngay đây. Thì chúng ta có thể ngồi giải trí với gia đình của mình, có thể karaoke hoặc là xem phim chẳng hạn, rất là tuyệt vời ha. Và không gian này chúng ta sẽ lấy sáng là nhờ vào ô cửa mở ra ban công ngay vị trí này, cũng như là đây sẽ có một vị trí cửa sổ này nha quý vị. Thì hai cái lối này là đủ để chúng ta thoáng mát rồi. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển qua đây đến với những phòng ngủ tiếp theo. Phòng ngủ này sẽ có diện tích là 13,8m2 nha quý vị. Và trong căn phòng ngủ này hiện tại chúng tôi cũng đã phân bố rất rõ ràng vị trí giường ngủ ở đây, rồi bàn làm việc sẽ được thiết kế ở đây, và tủ quần áo chúng ta sẽ thiết kế ở vị trí này. Tủ quần áo này thì sẽ là hai bên hai cánh và cũng sẽ lựa thiết kế là cánh trượt. Em thấy cái thiết kế cánh trượt này là bản thân em thì em nghĩ là rất là tiện luôn quý vị, nó hợp với mọi không gian luôn á. Cho nên dù cho nhà phòng ngủ quý vị là phòng ngủ lớn hay phòng ngủ bé thì chúng ta hoàn toàn thể đặt cái thiết kế cánh trượt này vào. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển tiếp qua vị trí này. Thì đây lại là một phòng ngủ nữa. Phòng này sẽ có diện tích là 14,8m2. Và hiện tại chúng tôi cũng đã đặt vị trí giường nè, táp đồ giường, bàn học. Bàn học có một cái vị trí lạ xíu của bàn làm việc của bàn học. Nó có một cái đường xoắn nhẹ, quý vị thấy không ạ? Đây cũng một cái thiết kế thú vị ha. Tủ quần áo sẽ được đặt ở đây. Và bây giờ ta đến phòng ngủ cuối cùng. Vị trí này sẽ là phòng ngủ cuối với diện tích là 13,8m2. Vậy là tổng cộng là nhà của anh Toàn là có bao nhiêu phòng ngủ ta? Và bên dưới tầng 1 là có 3 phòng ngủ, bên trên tầng 2 là có đến thêm 4 phòng ngủ và tổng cộng đến 7 phòng ngủ. Quý vị tưởng tượng ngôi nhà mà đến 7 phòng ngủ là nó rộng đến mức độ nào đúng không nào, mà phòng nào cũng rộng hết. Với căn phòng này diện tích 13,8m2 thì cũng sẽ có vị trí cửa sổ ở đây nè ha. Chiếc giường tôi đặt ở này và tủ quần áo. Tủ quần áo phòng này mới là cái vị trí đặc biệt quý vị. Tủ quần áo quý vị thấy không ạ? Đây sẽ là cái thiết kế thú vị, đó chính là tủ quần áo được thiết kế là cánh kính. Với những cánh kính như thế này nó mang đến cảm giác sang trọng. Sau này ở bên trong ta có thể đặt thêm những cái đèn led hắt sáng nữa thì nó sẽ không hề thua kém so với các cửa hàng thời trang. Còn cuối cùng chúng ta sẽ di chuyển qua đây đi. Thì đây sẽ là khu vực nhà vệ sinh chung dành cho cả gia đình sử dụng. Chúng ta sẽ bố trí ở vị trí này. Bên trong thì chúng ta cũng đã lắp đặt cái khu vực toilet, cái khu vực vòi sen tắm đứng rồi. Em nghĩ nha, với thiết kế này thì em dự đoán là sau này ở đây sẽ đặt cái vị trí lavabo. Là em thấy hợp lý luôn. Ví dụ ta đặt lavabo ở đây, đặt cái gương ở đây nữa, mỗi sáng một thành viên gia đình sử dụng ở ngoài thì cũng có một người vào bên trong, tiện nghi rất là nhiều. Còn đây sẽ là vị trí cửa sổ để chúng ta có thể mở để lấy sinh khí vào cho khu vực này. Và ngày hôm nay khi mà Nhật An dẫn quý vị chúng ta đến thăm công trình của nhà anh Toàn, một công trình cũng đã hoàn thiện 95% rồi, rất là gần với ngày bàn giao, cho nên là hãy đợi thời gian nữa thôi, khi mà hoàn thiện 100% em sẽ dẫn quý vị chúng ta về thăm nhé. Và nếu như quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói, đừng ngại liên hệ ngay Mắc Hôm ở số hotline 0964458888 hoặc 0828133333 để được hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Và đừng quên nhấn like, subscribe, thưởng thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi nhé. Còn bây giờ Nhật An xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.